ra sau chương trình này em đúc kết được nhiều thứ lắm. Về tinh thần đồng đội, về tình bạn, về niềm tin nữa. Niềm tin về cuộc sống, niềm tin về âm nhạc. Niềm tin về cuộc sống, niềm tin về âm nhạc. Thật ra đó Phước, ngoài cái chuyện mà em mà hát dở ra thôi, còn lại em không được gì luôn á. Ủa? Ê, nói về cái sự mà thể hiện á. Ở đây không ai qua Phước. Mọi người có nhớ những cái cuốn mà giống như mình có thể làm lại được không ạ? Mình có thể làm lại được không ạ? Đúng không? Đúng không? Có hút đó hả Khánh? Cái phút đó hình như của em á chứ phải của Phước. Đúng không? Đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Cặp Sự TV.